là sắc đỏ. Và tất nhiên họ sẽ chấn giữ cầu môn gọi lại cánh phải trước bàn nhỏ. Lúc này hiệp 1 của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Và 1-2-3 rộ. Chuyển nhanh thì sẽ là 3-1. Lukaku. Bóng vượt xa ngang. Chuyển trạng thái nhanh của các cầu thủ xóm 3 Hoàng Linh trong hai pha bóng đáng chú ý trong chưa đầy 1 phút thời gian mà Lukaku có mặt ở trên sân. Đều là dấu ấn rất đậm nét của chân sút số 15. Áp sát và lấy bóng hợp lệ. Cơ hội, phản công nhanh, cơ hội. 1-0 cho cao thủ của xóm 3 Hoàng Linh. Người làm nên chuyện ở trong tình huống vừa rồi băng lên rất nhanh không ai khác chính là số 10 Hoàng Linh. Một tình huống để mất bóng ở giữa sân, nhưng là một tình huống dẫn đến bàn thua của các thủ 4-3 rồi. Hoàng Linh là quá nhanh ở pha bóng này. Chúng tôi đã nhắc đến việc mà các thủ của Monabazo đã có những động thái dâng cao đội hình của mình để tạo ra những sức ép tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Và vừa rồi này của Tài Tí Tè có thể chân trái cơ bầu. Bóng đi chạy sang ngoài. Khoảng cách chỉ mới là một bàn, khoảng cách hoàn toàn có thể thay đổi cho các thủ xóm 3 Hoàng Linh để nâng tỷ số lên. Và cũng là đưa trận đấu về xuất phát. Ngã rồi. Sẽ có một quả đá phạt. Trọng tài cũng xuất ra một chiếc thẻ vàng. Sút bay là bóng vào ngoài vòng cấm. Đường chuyền của Tiến Đức Lệnh. Thành Lệnh. Thành Lệnh. Rất tỉnh táo. 3-2. Thành Lệnh. Bây giờ là 3-3. Cơ hội Văn Huy. Cơ bầu. Vẫn rất nhiều những tình huống của các cầu thủ bên phía xóm 3 Hoàng Linh. Thật khó hiểu cho họ vừa rồi họ có thể bỏ lỡ bàn thắng của mình. Số 85 Văn Huy đã quan sát thấy đồng đội và có cột hài rất trống, rất lý tưởng. Những va chạm bóng của Tiến Điện Lạnh, cả hai tình huống đều không thành công. Luôn tỏ ra rất cẩn trọng của xóm 3 Hoàng Linh. Dù ở cửa lên nào thì họ vẫn là ba cầu thủ hàng đầu. Vẫn là phối hợp. Tỷ số là 1-0. Vẫn là ba phối hợp đưa bóng sang biên phải. Nhưng lần đây thì hoàn hảo cho các cầu thủ của 4-3-0. Vừa đủ để trận đấu về xuất phát khi mà trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên của số này của các thủ xóm 3 Hoàng Linh và 4-2-3 rồi. Quý vị khán giả đã mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại với hiệp đấu thứ hai cuộc so tài của hai đội. Tay Rooney. 3-4. Những pha nhá của Tay Rooney. Và đó là một bàn thắng đẹp từ một cú đá từ xa. Tỷ số là 2-1 cho các thủ 1-2-3 rồi. Bàn thắng chất lượng của Tay Rooney. Cầu thủ có mặt từ đội hình xuất phát cho các thủ 4-2-3 rồi. Thực tế trước khi ghi bàn với cú đá từ xa vừa rồi thì trong hiệp 1 khi anh có mặt ở phần nửa đầu thì có đến 2 cú dứt điểm từ xa. Nhưng bây giờ thì anh đã khiến cho thủ thành Xuân An phải gửi chung khuất phục. Văn Khanh. Không dễ dàng để có khoảng trống dứt điểm. Nhưng đó là pha dứt bóng tốt của Văn Khanh. Một tình huống xoay cơm bạ dứt điểm. Bóng rơi thẳng vào lưới của thủ thành Văn Toàn. Tỷ số cân bằng là 2-2. Cả hai bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ hai này đều là những bàn thắng rất đẹp mắt. Và tính bất ngờ cũng như là dấu ấn cá nhân là rất độc. Chúng ta thường có một thuật ngữ rất mỹ miều với những tình huống như vừa rồi. Đó là pha ghi bàn theo kiểu phong cách lá vàng rơi. Một cú cầu bóng mà thủ môn cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Rồi những bàn thắng mà họ thiết lập đều là đấu thứ hai. Thành Linh, cơ hội để phá vỡ cơ bầu. Làm lại cho Văn Huy. Văn Huy tiến lên lạnh. Chân trái cơ bầu. Lúc sơ và giữ điểm của Tiến Đại Lạnh đó gần giống với pha ghi bàn ở trong đầu hiệp đấu thứ hai. Đưa trận đấu về và xuất phát hai đều của Văn Khanh. Nhưng cự ly là gần hơn mà bóng thì lại vươn xa. Đánh đủ đấy. Nguy hiểm. Đấy rồi. Cuối cùng thì Nga Tụ 1-2-3 rồi cũng đã có thêm bàn. Lần thứ hai họ vượt lên. Và đây là tình huống mà Tay Đô Đi đã nỗ lực tuyệt vời. Tỷ số là 3-2. Bàn thắng lại đến từ cánh phải, nơi mà các thủ của xóm Bao Hoàng Linh họ có rất nhiều những sự thay đổi trận đấu ngày hôm nay. Là Lô Vũ chuyền tốt, cưới. Đấy rồi, cứ vào. Đây mới là Lukaku thứ thiệt. Tình huống đẹp bóng của Trung La. Sau trận đấu này thì có thể là Trung Lukaku hoặc là Trung Lộn Banner đều rất hợp lý. Một tình huống đẹp bóng cận khung thành. Chúng ta thường nói ở pha bóng này có rất nhiều những giải pháp. Đấy rồi, 4-2. Như vậy là mọi thứ đã rõ cho trận đấu này. Lần này thì không sơ sẩy. Bàn thắng hoàn hảo cho Trung La. Pha bóng vừa rồi mà còn sẩy nữa thì ngày hôm nay về Trung La sẽ bị các đồng đội la lại. Tỷ số là 4-2 cho các thủ Buda Bajo. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Hoàng Linh không vào. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giữa các thủ xóm Ba Hoàng Linh và các thủ 1-2-3 Rô. Kết quả chung cuộc là 4-2, nội dung dòng thành công cho các thủ 1-2-3 Rô. Một trận đấu thư hùng rất hay. Và cảm ơn quý vị khán giả và đồng thân dõi. Cảm ơn hai đội bóng đã công hiến trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.